Hey, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Trung tâm Đào tạo Lập trình Suntech Việt Nam. Tiếp tục ở bài học này, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một thẻ nữa ở trong một HTML, đó là thẻ pre. Thì thẻ pre là thẻ như thế nào? Đây, thẻ pre thì có cú pháp như thế này. Pre. Đó, và bên trong này sẽ là nội dung. Thông thường cái thẻ này thì được dùng khá là nhiều khi mà các bạn debug code, muốn xem cấu trúc của một cái dữ liệu mà các bạn hiển thị thì các bạn sẽ dùng thẻ pre. Thì cái khác biệt và cái đặc điểm của nó như thế nào thì bây giờ tôi sẽ lấy ví dụ cho các bạn. Thì như các bạn đã biết là ở trong HTML thì dù các bạn có sử dụng bao nhiêu dấu cách đi chăng nữa thì nó vẫn chỉ hiểu là một dấu thôi. Tôi lấy ví dụ như thế này, thẻ free, để các bạn hiểu về cái tính chất của thẻ free này. Đây, thẻ free.html. Đây, tôi sẽ có một ví dụ như này, free. Như tôi nói là ở trong HTML, dù các bạn sử dụng bao nhiêu dấu cách đi chăng nữa thì nó vẫn trình duyệt ấy, vẫn chỉ hiểu là một thôi. Đây thôi, ví dụ học lập trình web tại Suntech, đây giả sử như vậy, và tôi chạy nó lên. Giả sử tôi chữ tại Suntech này tôi sẽ để là ở chỗ Suntech này, tại Suntech này tôi sẽ để một cái khoảng cách như thế này. Thì thông thường nếu mà chúng ta thể hiện như này thì nó phải hiển thị lên đúng như chúng ta đang gõ như thế này, nhưng tôi sẽ chạy lên để các bạn thấy là nó không hề hiển thị như vậy. Có nghĩa là cái dấu cách vừa rồi mà chúng ta thể hiện ở trên trình soạn thảo này nó chỉ hiểu là một dấu cách thôi, và các bạn sẽ thấy là không có sự khác biệt gì cả đó. Và một điều nữa là dấu xuống dòng, enter xuống dòng, tôi xuống dòng này và tôi có một cái lệnh nữa, ví dụ như lập trình OS dễ hay khó, khó hay dễ, và tôi chạy nó lên. Các bạn thấy là rõ ràng chúng ta đã xuống dòng, nhưng khi chạy lên thì nó lại nằm trên một dòng, có nghĩa là trình duyệt nó không hiểu cái xuống dòng ở trong trình soạn thảo. Đây các bạn enter xuống dòng rồi, nhưng khi trình duyệt chạy lên nó biên dịch ra nó vẫn không hiểu là xuống dòng. Thì bây giờ tôi sẽ đưa cái thẻ pre vào bọc cái nội dung mà chúng ta vừa gõ đó để các bạn thấy cái sự khác biệt. Sau khi có thẻ pre rồi, tôi chạy lại trình duyệt. À, tôi chạy lại trang web của mình. Các bạn thấy, rõ ràng là bắt đầu có sự khác biệt. Khác biệt ở đây là gì? Khác biệt ở đây, cái khác biệt đầu tiên đó là cái nội dung của chúng ta giữa chữ tại Suntech này có một khoảng trắng rất là lớn, chính là các dấu cách. Nó thể hiện đúng như chúng ta đã gõ. Đó. Và cái thứ hai nữa là nó đã thể hiện cái việc xuống dòng của hai đoạn mà chúng ta vừa gõ, hai hai cái dòng văn bản mà chúng ta vừa gõ, nó đã thể hiện xuống dòng giống như những gì chúng ta đã gõ. Vậy thẻ pre có nghĩa là gì? Cái ý nghĩa của nó là nó giữ nguyên được cái format mà người dùng gõ code ở trong trình soạn thảo code như thế này, nó giữ nguyên được người dùng gõ như thế nào thì nó hiển thị lên như thế. Đây là cái tính chất của thẻ pre đó. Và thẻ free thì nó thường được dùng khi mà chúng ta debug lỗi trong quá trình development đó. Thì ở video này tôi sẽ dừng lại tại đây. Các bạn cần nhớ cho tôi ý nghĩa của thẻ free và nó được dùng khi nào đó. Các bạn thử nó ở trên máy của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.